Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Lại là tớ Nguyễn Quang Thuận đây. Chào mừng anh em đến với kênh chia sẻ kiến thức về AutoCAD của mình. Chủ đề hôm nay tớ chia sẻ đến cho anh em đó là về hack ở trong AutoCAD. Và rất nhiều anh em mới thì học CAD ấy, thì có thấy chia sẻ rằng là tại sao lại thấy những người anh chị ở ngoài kia ấy, ở những các công ty ấy, thì họ làm việc với những cái mẫu hack rất là đẹp, rất là lạ mà lại không có trong bản thân CAD. Thì làm sao để có được cái bộ mẫu hack nâng cao này để sử dụng cũng như là hướng dẫn cách cài đặt cho nó. Thì trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn và giải thích cho anh em nhé. Đây, như ở đây trên đây là một cái trang web của tớ mà tớ đã cũng tạo ra để chia sẻ chuyên tra những cái kênh về kinh nghiệm về CAD ấy. Đấy, thì đây là trang web là cộng đồng AutoCAD Việt Nam. Thì anh em có thể vào trong cái trang là cộng đồng CADvietnam.com này. Đấy, và search đến cái mục danh mục thư viện ở đây. Thì anh em có thể đến cái phần nó là mẫu hack vật liệu. Đấy, thì tớ cũng đã chia sẻ cái link và cũng như là review qua về những cái mẫu hack rất là đặc biệt ở trên đây. Đấy, thì anh em có thể thấy là đây là khoảng tầm hơn 300 mẫu hack. Thực ra có rất nhiều những mẫu nâng cao, nhưng tuy nhiên thì mình sẽ dùng những cái mẫu mà hay điển hình nhất sử dụng trong các cái phần công việc ngoài kia thôi. Đấy, thế thì những cái mẫu hack này, đấy, đây một số những mẫu hack nâng cao khi mà sử dụng. Thì những cái mẫu hack bản thân trong CAD thì nó sẽ không có, nó rất là cơ bản thôi, giống như phone chữ cũng vậy. Nhiều anh em là cũng phải cài thêm phone chữ nâng cao vào ấy, thì nó mới nhiều cái phone nó đẹp. Thì hack cũng tương tự như vậy. Thì đây là mình đã chia sẻ cái bộ phone này cũng có các cái bước hướng dẫn cài đặt bằng hình ảnh rất là rõ ràng, nhưng bây giờ thì mình sẽ chia sẻ bằng video nhé. Đấy, thì đây là cái link tải về 300 cái mẫu hack này. Đấy, anh em thể tải về máy này. Đấy, bấm link driver mình đã để ở đây, thì anh em tải về và giải nén nó ra nhé. Đấy, và đặc biệt là trong các anh em mà đang học cái khóa học của mình, đó là khóa học AutoCAD thực chiến thành tạo từ con số 0 ấy. Đấy, thì có cái mục chương số 9 ở đây thì cũng đã có cái bài giảng đó là về chèn thêm mẫu hack. Đấy, chèn thêm mẫu hack mở rộng. Đây, ở trong cái chương 9 hack vật liệu này. Đấy, thì mình cũng đã cấp cho anh em đó là cái bộ dữ liệu AutoCAD là 10 GB. Thì trong này cái mục số 5 trên hack vật liệu đây. Thì sau khi anh em tải về, tải theo cái link này về, hoặc là anh em là học viên của mình ấy, thì đã có được cái bộ các cái mã hack này rồi. Ở đây đang khoảng tầm 539 đối tượng này, anh em thấy không ạ? Đó, thì khoảng 539 mẫu hack nâng cao. Thì anh em chỉ việc là Ctrl A. Đấy, Ctrl A nhé. Và copy, nhấn nhấn copy. Tại đây thì anh em sẽ làm gì bước tiếp theo ạ? Đó là anh em vào với lại ổ C, nơi mà lưu trữ cái bộ cài đặt AutoCAD. Đấy, anh em vào Program File. Đấy, vào Autodesk này. Đấy, vào cái phiên bản CAD của mình đang sử dụng. Đấy, là AutoCAD 2021. Đây là phiên bản mà tớ đang sử dụng, nó rất ổn định từ trước đến giờ. Đấy, và anh em sẽ vào tiếp cái mục là support. Đấy, trong ổ C. Đấy, thì anh em kiểm tra lại xem đã đúng cái đường dẫn này hay chưa. Đấy, ổ C này, Program File, Autodesk, AutoCAD và đến thư mục support này. Thì tại cái thư mục này, đây chính là cái thư mục mà có các cái file hỗ trợ dành cho AutoCAD nhé. Thì anh em tại đây anh em có thể tạo ra một cái thư mục mới, New Folder nhé, chọn New Folder này. Và anh đặt tên nó là hack. Đấy, HACCH. Đấy, thì khi đặt tên như này rồi thì anh em bắt đầu mở cái thư mục này ra và anh em dán cái toàn bộ cái mẫu vật liệu hack mà chúng ta đã tải về khi nãy. Đó, anh em tải về theo cái link khi nãy thì sẽ dán vào cái thư mục này, tạo thêm một thư mục hack ở đây và anh em dán toàn bộ những cái gọi là thư viện hack này vào. Đó. Đấy, vậy là quá trình bước thứ nhất là mình tải về và đã tạo ra một thư mục hack thành công này, 539 item này. Đấy, thì trong cái thư mục support đấy dán vào đây. Vậy chúng ta đã xong gần như là cái bước số 1, đó là tải về cũng như là cài đặt vào trong cái bộ cài hệ thống trong AutoCAD. Bước số 2 anh em mở AutoCAD lên. Đấy, sang cái bước số 2 thì anh em có lệnh là OP cho mình. Đây là OP option để thiết lập lại cái đường dẫn đồng bộ với cái mẫu hack mà chúng ta vừa thêm, có OP đó. Và khi có OP rồi các bạn sẽ vào cái mục là file hay là quản lý các cái file về hỗ trợ trong AutoCAD. Đấy, thì bấm vào dòng đầu tiên là support.
support file path ở đây chính là truy xuất đến cái đường dẫn chứa cái thư mục khách mà chúng ta vừa thêm vào. Đấy, các bạn ấn dấu cộng này. Thì tại đây các bạn nhấn add để thêm một cái đường dẫn để nó hướng tới cái vị trí thư mục đích mà chúng ta vừa mới tạo mới đấy. Đấy, sau khi ấn add thì nó hiển thị ra như này, thì bạn bấm tiếp là browse để nó truy xuất đến cái đường dẫn đó. Đấy, thì đây là anh em vào theo ổ C file lần lượt. Đấy, vào trong cái thư mục này nhá. Ổ C ấy. Đấy, và vào tiếp cái thư mục là support. Đó, và chọn vào cái thư mục khách mà chúng ta vừa mới tạo ra trong bước số 1 vừa rồi. Ok ạ, và open. Đấy, vậy là chúng ta đã có được cái thư mục support khách đó. Đấy. Cái này là mình đã tạo từ trước nên mình sẽ remove đi. Đây, đây là cái thư mục mà nó sẽ nhận diện được cái phần khách chúng ta. Và sau khi các bạn đã làm được xong bước 2 này thì coi như cũng đã hoàn thành rồi. Các bạn apply và ok. Và bây giờ thì các bạn kiểm tra các cái mẫu hack mới bằng cách như sau, đó là gõ lệnh hát. Lệnh hát là quản lý về hack mà. Cách này. Đấy, các bạn chỉ vào thấy cái mục option ở trên cái thanh start bar này có cái mũi tên sổ xuống này. Các bạn bấm sổ xuống để hiện thị ra cái bảng dạng hack dạng bảng này. Đó. Thì trong đây thì là các cái thư mục ở trong một bottom ở đây. Đấy, thì có mục ba chấm ở đây các bạn kích vào. Thì đây chính là các cái mẫu hack này, cơ bản của trong CAD này. Đấy, và cái mục mà các cái mẫu hack mà các bạn chèn thêm vào nó ở trong mục custom này. Đấy, nó custom chính là khi nó hiển thị. Ở đây là tức là các bạn đã cài thành công và có thể sử dụng được luôn như các cái mẫu hack bình thường. Đó, các bạn chỉ vào thấy không ạ, rất nhiều những mẫu hack nâng cao rất là đẹp. Đấy, dạng cây, dạng các cái vật liệu khác nhau. Đấy, khoảng hơn 500 mẫu hack đã được thêm mới. Ok chưa ạ? Đấy. Đấy, và những cái mẫu hack này thì các bạn có thể test thêm nhé. Và đây chính là cái trong cái trang web mà các bạn tải link về thì có cái mẫu hack minh họa ở đây, từ gỗ này cho đến các cái vật liệu về kính, về tường, vân vân, rất nhiều những cái mẫu hack đặc biệt và đẹp, cái mái ngói này để bạn sử dụng cho cái mục đích bản vẽ công việc của mình. Ok, chúc các bạn thành công. Và mình là Nguyễn Quang Thuận. Các bạn có thể là tìm download thêm những cái thư viện tài liệu trong cái trang chia sẻ thư viện miễn phí của mình nhé, cộng đồng AutoCAD Việt Nam .com. Đó, mình có thể để, mình đã để link ở dưới trong phần mô tả của kênh YouTube nhé. Đó, và xin chào các bạn.